Kính thưa quý vị thân mến, trong hai lượt đầu, Lan Ngọc là người rất là sốt sắng ở dưới chỉ rồi. Ba, con... Để coi bây giờ Lan Ngọc lên có làm được trò trống gì hay không? Không anh ơi, gia đình em là có tiêu chí luôn rồi. Ba, 2 điểm, còn 2 điểm thì mẹ cũng 2 điểm. À... Rồi, ai lên ghế trước nè? Chị lên đi. Rồi, lên trước cho. Rồi. Chúng ta đến với Nam Thư trong chương trình Nhanh Như Chớp. Nếu một người mượn bạn 500 ngàn ngày hôm qua, hôm nay người ta phải trả bạn bao nhiêu tiền? 500 ngàn. Chính xác. Giỏi quá, chị giỏi luôn. Giỏi quá, dễ luôn mẹ. Đủ lên. Nếu một người mượn bạn 1 triệu ngày hôm qua, ngày mai bạn phải trả người ta bao nhiêu tiền? Tự nhiên mượn em trả. Chính xác. Giỏi quá mẹ ơi. Gà chọi gáy được không? Được. Chính xác. Hay quá. Gà chọi đẻ tối đa một ngày được mấy trứng? 1 trứng. Nó gà trống không đẻ được. Sai. Gà trống Gô Loa là biệt danh của đội bóng quốc gia nào? Trời ơi, ai biết? Arsenal. Của đội bóng quốc gia. Đội bóng quốc gia mà Arsenal, Arsenal là câu lạc bộ thôi. À. Rồi, cái đó là đội bóng... Gì đây? AC Milan. Sai. Bây giờ Thư trả lời không chính xác rồi, có quyền nói. Pháp. 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 À, vậy... Mẹ không có coi đá banh. Ban nhạc The Beatles là ban nhạc của nước nào? Anh. Chính xác. Ôi, giỏi quá. Thành viên John Lennon chơi nhạc cụ gì trong nhóm? John Lennon hả? John Lennon chơi gì ta? Dương cầm hay guitar ta? John Lennon là ca sĩ chính của nhóm. Chính xác. Trời hay quá rồi. Nhạc sĩ Thanh Sơn viết bài Mùa Hoa Anh Đào có âm điệu giống nhạc Nhật, vì sao? Vì bài đó là bài hát về hoa anh đào. Không, chính xác. Vợ ông lúc đó giống người Nhật. Bài đó, bài gì? Bánh xe nào không lăn khi xe hơi quẹo phải? Bánh nào cũng lăn chứ. Chính xác. Phải ngây thơ vậy á, ngây thơ vậy nhiều khi đúng. Môn gì càng thắng càng thua? Chị dắt. Dắt. Môn càng thắng càng thua là chạy xe đạp. Chạy xe đạp mà thắng sao mà đúng à? Không chấp nhận được. Con gì chỉ có sống mà không chết? Con gì chỉ có sống mà không chết? Con quỷ. Vợ ơi vợ, mình đang thi đó vợ. Không chính xác. Con gì có sống mà không chết? Con gì? Con gì? Con gì ba? Con sống. Con sống đúng rồi đúng không anh? Con dao. À, nó có sống. Sống dao hả? Trong tất cả các loại cầu, cầu nào ngắn nhất? Cầu dao. Chính xác. Wow. Trong bài hát Chiếc Áo Bà Ba, cô gái đợi chàng trai ở bến nào? Ninh Kiều. Chính xác. Hay quá rồi. Ban ngày có sao hay không? Có. Chính xác. Hay. Khi tôi ăn thì tôi sống, khi tôi uống thì tôi chết. Tôi là ai? Ăn, sống, uống, chết. Quỷ. Tôi là tôi. Xuống. Chính xác. Xuống. Xuống là chính xác. Không biết. Lửa đó. Là ngọn lửa hả? À. Đúng rồi. Theo truyền thuyết, loài cá có thể hóa rồng là gì? Cá chép. Chính xác. Hay quá ha. Con nó dễ. Sắp hết giờ. Đèn chiếu sáng và soi đường trên biển gọi là gì? Ngọn hải đăng. Chính xác. Xã đông dân nhất là xã nào? Xã đoàn. Xã hội. Không chính xác. Hết giờ rồi, hết giờ rồi. Như vậy là sau 2 phút vật vả, Nam Thư đã mang về được 3 câu trả lời đúng liên tiếp. Xin chúc mừng. Mời sự trở lại của Lan Ngọc. Xin mời. Chị ơi sao chị ơi? Đoán đi. Mấy câu, chị được 3 câu. Dạ em sẽ vì gia đình em cố gắng lên. Nếu lần này thua là coi như là hiểu rồi đó ha. Là đi về luôn hả? Chính xác. Rồi, mời vào vị trí. Đầy ẩn ý ha. Cái lăng quá ha. Đây, nhặt được đôi hài rồi. Rồi, mời Harry Won. Không. Gia đình em phản đối. Gia đình em phản đối chị. Nói chứ em phải tập trung lắng nghe câu hỏi. Cái nào không biết nhìn chị. À, chị sẵn sàng chỉ để cho em vô vòng sau. Thấy chị phe không? I love you chị. Đội Ngọc ở vô vòng sau là đội em về đó. À vậy thôi Ngọc, khỏi đi em. Bây giờ đến với là Ngọc trong Nhanh Như Chớp. Nếu một người mượn bạn 500 ngàn ngày hôm qua, hôm nay người ta phải trả bạn bao nhiêu tiền? 500 ngàn. Đúng. Nếu một người mượn bạn 1 triệu ngày hôm nay,
ngày mai bạn phải trả người ta bao nhiêu tiền? Em đâu có trả đâu, người ta mượn em mà. Chính xác. Gà chọi gáy được không? Gà chọi hả? Không. Không thì xuống đi chơi này bé ơi. Rồi đi xuống đây. Cái được. Nó lo nó đá quá làm sao có thời gian không gáy. Trời ơi. Tinh tế quá. Tinh tế đúng rồi mà. Em rất đúng, anh thiệt em chưa bao giờ sai. Có chương trình là sai với em thôi. Tiếp hỏi tiếp đi. Rồi câu hỏi tiếp theo. Gà chọi đẻ tối đa một ngày được mấy trứng? Nè cái này gà mấy... chọi không có đẻ được, nó đó. Là con gà trống. Chính xác. Quá quá đẳng cấp là ở đây đây. Đây đây đây. Gà trống Goloa là biệt danh của đội bóng đá quốc gia nào? Pháp. Trời ơi biết hay vậy. Ủa? Chơi đá banh dữ lắm hả? Dạ không, à, bạn trai cũ của em chơi đá banh nhiều quá nên em biết. Bây giờ anh mới nhận ra là có những điều xấu nó làm cứu cánh cho Ngọc những lúc. Anh Giang ơi, chuyện đó qua rồi. Em đừng có nhắc lại đó. Anh có muốn em nhắc lại chuyện của anh đó không? Tiếp tục đi. Câu hỏi tiếp theo. Ban nhạc The Beatles là ban nhạc của nước nào? Nước Anh. Hay quá nhỉ. Thì bằng rồi đó nha, bằng rồi đó. Bằng chưa? Ba mẹ ơi con vui quá, con đẹp lên quá qua cái gia đình con rồi. Cố lên. Ở nhà với ba mẹ buồn dữ lắm. Thành viên John Lennon chơi nhạc cụ gì trong nhóm? Ảnh là hát mà, ảnh là ca sĩ mà. Chính xác. Rồi. Trời ơi, Ngọc ơi, thiệt tâm rồi đó. Nhưng mà phải lên trên kia để lấy 20 triệu. Em lấy 20 triệu. Yeah, okay. Yeah. Bác con cứ chơi mẹ. Có sữa vậy. Câu hỏi tiếp theo. Nhạc sĩ Thanh Sơn viết bài Mùa Hoa Anh Đào có âm điệu giống nhạc Nhật vì sao? Chị nói về anh Đào mà anh Đào chỉ có ở Nhật. Yeah. Sai mẹ. Sao vậy? Sai rồi. Tại vì tại nó liên quan đến bài Sakura. Sakura Sakura is. Vợ anh lúc trẻ là rất giống người Nhật. Em không biết gia đình của chú, em không chịu. Câu này em sao người ta biết được. Em trả lời theo ý của em vẫn đúng, đúng không ạ? Đúng không mấy bạn? Em chưa xảy gì cơ, chỉ có chương trình xảy với em thôi. Rồi câu hỏi tiếp theo. Dạ. Bánh xe nào không lăn khi xe hơi quẹo phải? Khi xe hơi quẹo phải, bánh xe nào không lăn là hai bánh sau hả? Không. Lăn hết chứ, lộ. Không, chính xác. Câu trả lời là bánh xe giữ phòng hoặc là bánh nào cũng lăn. Dạ. Rồi câu hỏi tiếp theo. Môn gì càng thắng thì càng thua? Môn gì càng thắng càng thua? Dễ, cái câu này ai cũng biết. Câu trời. Này ai cũng biết, mấy đứa nít nó cũng biết mà. Đua xe đạp hả? Đúng, chính xác, đua xe đạp. Đua xe. Đúng rồi. Ủa sao vậy? Em thắng rồi sao chạy? Sao vậy? Sao chạy? Con gì chỉ có sống mà không chết? Con... rắn. Con dao. Wow, chính xác. Trong tất cả các loại cầu, cầu nào ngắn nhất? Cầu dao hả? Chính xác. Ngọc trả lời nữa đâu. Ngọc trả lời nó không hiểu sao đúng luôn. Trong bài hát Chiếc Áo Bà Ba, cô gái đợi chàng trai ở bến nào? Bến Ninh Kiều. Chính xác. Ủa sao nhắc cũng thắng, không nhắc cũng thắng vậy trời. Ban ngày có sao hay không? Ban ngày có sao? Chính xác. Chính xác. Khi tôi ăn thì tôi sống, khi tôi uống thì tôi chết, tôi là ai? Cái gì? Nói lại. Khi tôi ăn thì tôi sống, khi tôi uống thì tôi chết, tôi là ai? Cái gì? Hết giờ. Lửa hả? Còn lửa là nó đốt củi rồi là nó ăn. Và nước tưới vô, uống nước là nó sẽ tắt. Câu khó quá, không thể hiểu được. Lan Ngọc trả lời liên tiếp đúng được 5 câu. Tỷ số hiện tại 2-1.